Chào mừng các bạn đến với Blue Moon Tarot, mình là Yên Du và video trải bài ngày hôm nay là một video mà các bạn đã nhắc mình suốt từ hồi giữa tháng 3 tới bây giờ, đó là tình hình chung của tháng 4 hay là câu chuyện tháng 4 của các bạn. Thì trong cái trải bài này á, mình sẽ xem là năng lượng chung mà tháng 4 mang lại cho cuộc sống của các bạn là gì, và trong tháng này á, các bạn cần phải buông bỏ điều gì hay là thực hành những cái điều gì để mà có thể đạt được kết quả tốt nhất trong tháng 4. Mình cũng sẽ xem là về tình hình chung về đời sống tình cảm, về công việc cũng như là tài chính cho các bạn, và phần cuối sẽ là những cái thông điệp ha, từ các bộ bài Oracle cũng như là từ các ký tự cổ để các bạn có thêm thông điệp hướng dẫn cho mình trong tháng 4. Và như mọi khi ha, mình có làm 3 tụ bài ở đây, các bạn hãy chọn cho mình một tụ bài để mà đón nhận thông điệp tháng 4 nha. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Ở mỗi tụ bài mình có để một lá bài hoa, thì các bạn hãy xem là các bạn thích loại hoa nào, hay là các bạn bị thu hút bởi loại hoa nào, bởi cái tụ bài nào, thì các bạn hãy chọn tụ đó nha. Ở tụ 1 là hoa Forget Me Not. Đây là lá bài hoa của tụ số 1 nha. Forget Me Not, xin đừng quên tôi. Ở tụ số 2 là hoa long đảm. Đây là của tụ số 2. Và tụ số 3 các bạn có hoa thủy tiên vàng. Ok, đây là tụ số 3 nha. Các bạn hãy dùng trực giác để chọn tụ bài ha, hoặc là các bạn xem là tụ bài nào thu hút ánh mắt của các bạn lâu nhất, hoặc là thu hút ánh mắt của các bạn đầu tiên, thì đó có thể là tụ bài chứa đựng thông điệp dành cho các bạn nha. Sau khi các bạn chọn tụ bài, các bạn có thể kéo xuống phần mô tả video hoặc là ở dưới phần comment, mình sẽ có để các mốc thời gian ở đó. Ở cuối video mình cũng sẽ có liệt kê các bộ bài mà mình sử dụng trong cái trải bài này, và những thông tin như là thông tin để liên hệ với mình để book video đọc bài riêng có tính phí, cũng như là tên của các bộ bài thì mình cũng đều có ghi ở phần mô tả hết nha. Các bạn nhớ xem phần mô tả để khỏi phải mất công hỏi mình nữa. Vì đây là video trải bài chung cho nên là các bạn hãy đón nhận những thông điệp nào mà các bạn thấy phù hợp với hoàn cảnh và cuộc sống của mình, và bỏ qua những gì không liên quan nha. Đừng cố gắng ghép thông điệp vào trong cuộc sống của các bạn, bởi vì đây là trải bài chung cho nên là nó sẽ mang năng lượng chung của tập thể nha. Okay, mình nhắc lại nha, tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Những bạn nào chưa chọn được tụ bài thì các bạn có thể dừng video lại để mình chọn nha. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ bài số 1. Xin chào những bạn chọn tụ bài số 1. Các bạn chọn lá bài hoa Forget Me Not. Thì đây là câu chuyện tháng 4 của các bạn nha. Để xem mình để ở đâu không bị chói đây. Ok, vậy đi. Đầu tiên, lá bài đầu tiên sẽ cho mình biết về năng lượng mà tháng 4 mang lại cho cuộc sống của các bạn. Thì các bạn có The Moon ở đây, một năng lượng rất là hướng nội, rất là quay về với bản thân mình nha. Và mình nghĩ là nó rất là phù hợp với cái hoàn cảnh tình hình tháng 4 của chúng ta hiện tại. Cái hướng tập trung của các bạn trong tháng 4 này là sẽ quay về với cuộc sống cá nhân, xem xét lại những khía cạnh trong đời sống của mình. Và đối với một số bạn, các bạn có thể là sẽ cảm nhận được cái nguồn năng lượng khá là lớn trong tháng 4 này. Các bạn cảm thấy là trực giác của mình tăng lên, hoặc là các bạn cảm thấy là được thôi thúc để mà tìm hiểu thêm về một cái khía cạnh tâm linh nào đó, hay là học cái gì đó mới, tìm hiểu, là khám phá một cái khía cạnh nào đó mới của bản thân mình, có thể là thông qua việc là học thêm một kỹ năng nào đó. Và The Moon ở đây á, cũng cho mình cảm giác là tháng 4 của các bạn sẽ khá là lặng lẽ, không có nhiều cuộc trò chuyện sôi nổi với bên ngoài, không có những buổi đi chơi. Và nếu mà bạn xem cái trải bài này vào tháng 4, đúng tháng 4 2020, thì nó cũng là hợp với cái hoàn cảnh hiện tại nha. Tháng 4 cũng sẽ mang lại cho các bạn năng lượng của sự chữa lành về mặt tinh thần. Okay. Lá bài tiếp theo á, sẽ cho mình biết là các bạn cần phải buông bỏ điều gì, hay là cái điều nào mà các bạn cần phải buông bỏ để mà có thể đạt được kết quả tốt nhất trong tháng 4, hay là những cái năng lượng của tháng 4 sẽ thôi thúc các bạn buông bỏ điều gì. Ở đây các bạn có Temperance, sự nóng vội, sự vội vã, và một cái mong muốn nào đó. Mình cảm thấy một số bạn chọn tụ bài số 1 á, có thể là các bạn đang có một cái kế hoạch nào đó và các bạn rất là nóng lòng thực hiện cái kế hoạch này, nhưng mà năng lượng tháng 4 sẽ không cho phép các bạn làm điều đó, mà các bạn buộc là phải đi chậm lại. Các bạn bắt buộc là phải đi chậm lại, phải dừng lại. Và
một số bạn mình thấy là sẽ không có thích cái năng lượng này lắm. Các bạn sẽ theo kiểu là trời ơi, đang trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng, là cái kế hoạch của các bạn hay là cái dự án của các bạn đang trong giai đoạn rất là quan trọng, nhưng mà mọi thứ nó đều bị đình trệ và các bạn buộc phải đối diện với rất là nhiều những cái góc khuất bên trong bản thân mình. Lá đờ môn ở đây cho mình thấy như vậy, và các bạn không thích điều này. Các bạn kiểu là rất là chờ đợi để mà được được hướng ra bên ngoài, chờ đợi để mà được được đi làm trở lại, chẳng hạn đối với những bạn nào mà buộc phải nghỉ làm trong giai đoạn gần đây á, và các bạn rất là mong chờ cái ngày được hoàn thành cái dự án này, nhưng mà mọi thứ nó sẽ bị chững lại, và bạn không còn cách nào khác á, là phải kiên nhẫn. Cho nên cái thứ mà bạn cần buông bỏ trong tháng 4 này là gì? Đó là cái sự nóng vội, cái sự vội vàng của bạn. Và điều này cũng cho mình thấy đây có thể là giai đoạn mà các bạn cần phải xem xét lại một cái kế hoạch nào đó của mình, một cái dự định nào đó của mình mà các bạn đang đang rất là muốn muốn hoàn thành, nhưng mà các bạn buộc phải dừng lại. Và cái sự dừng lại này á, với năng lượng của Temperance thì mình cảm thấy là nó là đúng lúc, bởi vì có vẻ là cái kế hoạch hay là cái dự án mà bạn đang theo đuổi á, bây giờ chưa phải là cái thời điểm chín muồi để mà theo đuổi dự án đó, hoặc là hiện tại bạn chưa có những cái kỹ năng cần thiết. Nói chung là nó chưa phải là cái thời điểm thích hợp để bạn theo đuổi cái dự án đó. Cho nên là nếu mà bạn rơi vào cái hoàn cảnh này, nếu mà cái câu chuyện này nó có liên quan đến cuộc sống của bạn á, thì hãy tranh thủ cái cơ hội này để mà xem xét lại kế hoạch hay là dự án này của mình. Biết đâu các bạn sẽ tìm được cái gì đó mới mẻ hơn. Okay. Tiếp theo các bạn có Five of Pentacles, 5 xu. Chính xác luôn, các bạn phải giống như cái hình ảnh này nè. Các bạn thấy hình ảnh chú mèo này không? Ngồi đây và nhìn bốn chú mèo khác đang đang kiểu là nhảy nhảy loạn xạ ở đây nè. Đây là cái khoảng thời gian mà các bạn bắt buộc phải ngồi yên để mà từ đó các bạn có thể nhìn rõ hơn về những cái hỗn loạn hay là những cái sự lộn xộn trong cuộc sống của mình. Nó rất là phù hợp với 2 lá bài ở đây. Cuộc sống của các bạn từ trước đến giờ, từ từ trước cái thời điểm tháng 3 tháng 4 này á, có vẻ là có nhiều cái thứ mà đang đang chất đống, đang rất là lộn xộn, đang rất là hỗn loạn, nhưng mà guồng quay cuộc sống á, khiến bạn không thể nào mà nhìn thấy được cái sự lộn xộn này, hoặc là thấy nhưng mà không thể làm gì được. Thì bây giờ là tháng 4 á, là cái lúc mà bạn buộc phải ngồi lại, dừng lại để thật sự là xem xét lại những cái hỗn loạn trong cuộc sống của mình. Bạn buộc phải ngồi yên và quan sát lại những gì, những cái đống lộn xộn mà mình gây ra, hay là dành những cái đống lộn xộn thật là mình cảm thấy là bạn gây ra cái đống lộn xộn này. Các bạn cũng phải đối diện với những cái góc khuất, cái này mình đã nói từ hồi cái lá đờ mùa này xuất hiện ha, những cái góc khuất hay là cảm giác tủi thân, cảm giác không được hỗ trợ. Bạn phải đối diện với tất cả những cái điều đó, và cả nỗi cô đơn và nỗi sợ nữa. Đó là cái điều mà bạn cần phải làm trong tháng 4 này, sôi lại những cái cảm xúc của mình để xem là bước tiếp theo mình cần phải làm gì. Đối với một số bạn thì điều này có thể chỉ đơn giản là dọn dẹp một cái góc nào đó trong căn phòng hay là trong ngôi nhà của bạn mà nó đã bị bừa bộn trong suốt một thời gian dài rồi mà bạn chưa có thời gian hay là cảm hứng để mà dọn dẹp đó, thì tháng 4 là tháng mà các bạn phải xử lý những cái đó. Đối với những bạn khác thì sự việc nó có thể là nghiêm trọng hơn một chút. Có thể bạn phải đối diện với cái cảm xúc là cô đơn và tự mình chèo chống qua cái giai đoạn này mà không có được sự hỗ trợ của những người xung quanh. Có thể bình thường bạn chọn cái cách là ra ngoài và vui vẻ cùng với bạn bè để mà né tránh cái sự cô đơn, hay là né tránh một cái suy nghĩ, một cái góc khuất nào đó trong cuộc sống của mình á, thì tháng 4 các bạn không thể làm điều đó được. Cái năng lượng của tháng 4 á, trong cuộc sống của các bạn á, là buộc bạn phải đối diện với những gì mà bạn đã lựa chọn né tránh trong suốt những thời gian qua, thì bây giờ bạn buộc phải đối diện với nó. Và đó cũng là cái cách mà bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất cho tháng 4. Cho nên là hãy tận dụng cái khoảng thời gian này để bắt đầu dọn dẹp lại cuộc sống của mình. Tiếp theo các bạn có 6 kiếm. Six of Swords, 6 kiếm ở đây. À, rõ ràng ha, rất nhiều lá bài. Cái này là một 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 bầy mèo nhảy nhảy loạn xạ lên, còn ở đây là bạn nhìn đi, 6 thanh kiếm đang xen vào nhau. Có rất nhiều vướng mắc bên trong bạn mà bạn cần phải dành thời gian để mà gỡ nó ra. Nó là một cái thông điệp chung mà thống nhất từ nãy tới giờ luôn á. Bạn phải tự mình tìm được cái nơi chốn bình yên cho tâm hồn của mình, bởi vì từ trước đến giờ bạn lựa chọn là hướng ra bên ngoài tìm thấy cái sự bình yên ở bên ngoài, hy vọng là ai đó sẽ là hy vọng là bạn bè hay là những người xung quanh sẽ mang lại cái sự bình yên cho bạn. Nhưng mà bây giờ bạn không thể làm điều đó được, mà bây giờ bạn chỉ có bạn mới có thể là
là quay lại và dọn dẹp những cái khó khăn, những cái khúc mắc trong cuộc sống của mình. Tháng 4 này á, sẽ có rất là nhiều thứ mà đến để mà kích hoạt những cái nỗi sợ, những cái nỗi bất an trong bạn, những cái mà bạn đã cố tình chôn vùi hay là quên lãng suốt một thời gian á, thì bạn buộc phải quay về và bạn 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 phải giải quyết những cái suy nghĩ bên trong mình. Rất là nhiều thứ mà bạn phải dọn dẹp, một tháng để cho dọn dẹp. Và cuối cùng á, bạn có là three of wands, ba gậy ở đây. Sau khi mà bạn dọn dẹp hết tất cả những cái này á, thì bạn sẽ thấy được là đâu là cái mà bạn muốn mang tiếp và mang mang đi, là một cái hành lý mà bạn muốn mang theo lên cái hành trình sắp tới của mình. Bạn sẽ nhận ra được điều đó, bạn sẽ nhận ra được là cái sức mạnh của mình nằm ở đâu. Khi mà kết thúc tháng 4 á, thì bạn sẽ có được điều gì? Tại vì mình cảm thấy là cái three of wands này là thể là một cái sự cái hành trình nào đó mới mẻ đang đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Thì mình sẽ xem là nếu mà kết thúc tháng 4 thì các bạn sẽ có được điều gì. Ghostland, những bạn chọn tụ một á, là những bạn có rất là nhiều vướng mắc trong quá khứ mà không chịu giải quyết. Ghostland là một cái vùng đất giống như là cái vùng đất ma, nó là cái vùng đất của ký ức, của hồi ức, của những cái gì mà bạn bạn không thể buông bỏ được. Trong tâm trí của bạn á, có một cái vùng đất ma nào đó, một cái ngôi nhà ma nào đó mà bạn 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 rất là sợ khi mà phải phải đối diện với nó, sợ phải bước vào và dọn dẹp nó. Nó có thể là một cái nhà kho hay là một cái học tủ ký ức nào đó mà bạn đã niêm phong rất là kỹ, bạn đã khóa rất là chặt và bạn giấu nó sâu vào trong một cái vùng nào đó của ký ức để cho nó hoang vắng lạnh lẽo, và bây giờ bạn không thể giấu nó được nữa. Tháng 4 là tháng nó sẽ trỗi dậy. Nó sẽ trỗi dậy và buộc bạn phải đối diện với nó, phải mở cái chiếc hộp đó ra và sắp xếp lại những cái ký ức của mình, sắp xếp lại những điều mà bạn luôn né tránh để mà dọn dẹp nó. Để làm gì? Để chuẩn bị bước sang một cái giai đoạn mới sau tháng 4. Mình sẽ trải tiếp ha những lá bài để xem về đời sống tình cảm nè, đời sống công việc cũng như là tài chính của các bạn trong tháng 4 nha. Ok, đầu tiên là về tình cảm các bạn trong tháng 4 sẽ có gì? Tình hình chung về hướng tình cảm trong tháng 4 của các bạn. Ten of Swords. Nó gọi là, bạn nhìn hình ảnh này nha, một người gục ngã ở đây và với 10 thanh kiếm cắm trên lưng mình. Đời sống tình cảm á, nó vẫn mang cái năng lượng này. Năng lượng của các bạn là cái năng lượng của đối diện với cái áp lực, đối diện với những cái nặng nề. Một số bạn á, mình nghĩ là các bạn sẽ chia tay một cái mối quan hệ nào đó trong tháng 4, mà cái quyết định này á, sẽ đến từ phía các bạn. Nếu như các bạn vẫn còn đang dây dưa, chưa có đưa ra được cái quyết định dứt khoát cho một mối quan hệ nào đó mà bạn biết là nó chỉ mang lại tổn thương hay là nó chỉ mang đến áp lực không cần thiết cho cuộc sống của các bạn á, thì mình cảm thấy là trong tháng 4 này á, các bạn sẽ lựa chọn là giải quyết dứt điểm với cái mối quan hệ đó, với một cái đối tượng nào đó. Cái này á, nó không chỉ áp dụng cho quan hệ của người yêu với nhau nha, mà có thể là quan hệ đồng nghiệp, bạn bè. Nói chung là mình cảm thấy cái năng lượng này là các bạn sẽ dứt khoát với một cái tình cảm nào đó trong cuộc sống của mình. Mà cái tình cảm này hay là cái người này á, đã khiến bạn mệt mỏi suốt một thời gian dài rồi mà bạn chưa dám, hay là vì một lý do nào đó bạn chưa thể buông bỏ được á, thì mình thấy là tháng 4 này bạn sẽ buông được. Bạn cảm thấy giống như là mình đã mệt mỏi đủ rồi, mình đã chịu đựng đủ rồi á, và bây giờ mình phải lo cho cuộc sống của mình không có việc gì mà phải phải đi gánh vác cái gánh nặng này nữa, cái trách nhiệm này nữa, hay là cái sự khó chịu này nữa. Seven of Swords nha, toàn là kiếm thôi. Seven of Swords và cuối cùng là The Star, chính xác luôn. Chỉ khi nào bạn biết buông bỏ những cái gì mà nó đang kiềm chế, đang giới hạn bạn á, thì bạn mới có cái sự khởi đầu mới trong tình cảm. The Star ở đây, những cái cảm xúc dồn nén á, mình thấy là nó sẽ được được nói ra, nó sẽ được được bày tỏ, và bạn nhận ra là mình xứng đáng với điều gì, bạn nhận ra là mình có quyền từ chối, mình có quyền nói không, bạn có cái sự can đảm để mà rút lui khỏi cái mối quan hệ rất là tiêu cực này. Và bởi vì bạn làm được điều đó, The Star, ngôi sao, sẽ tỏa sáng trong trong đời sống tình cảm của các bạn sau cái khoảng thời gian này nè, sau khoảng thời gian mà rất là đau khổ này nè, thì các bạn quyết định là buông tay, và từ đó các bạn đời sống tình cảm của các bạn bắt đầu có những cái chuyển biến mới và tốt đẹp hơn.
Ok, đó là về câu chuyện tình cảm của các bạn nha. Về công việc tháng tư của các bạn thì nó sẽ như thế nào? Bạn có Queen of Swords, năng lượng nãy giờ toàn là đao với kiếm thôi á, cả trong công việc, cả trong tình cảm. Queen of Swords, bạn sẽ chính xác là bạn, mình cảm giác như tháng tư này á, là cái tháng mà nhìn chung trong cuộc sống của bạn á, bạn cảm thấy là mình phải đứng lên, mình phải cất lên tiếng nói, mình phải giành lại những cái gì mà thuộc về mình, và mình phải giành lại cái quyền lợi của mình, và trong công việc cũng vậy. Queen of Swords, the Hierophant và Five of Swords. Ok, công việc, tình hình công việc của các bạn trong tháng 4 này đó là gì? Mình cảm nhận một cái năng lượng ở đây đó là các bạn bắt đầu cất lên tiếng nói của mình, các bạn biết cái vị thế của mình ở đâu và các bạn kiên quyết giành lại cái vị thế đó của mình. Mình có cảm giác đó là suốt cái thời gian vừa qua các bạn đã rất là nhẫn nhịn. Các bạn nhẫn nhịn không chỉ trong công việc mà trong khá là nhiều những cái khía cạnh khác trong đời sống của mình á, thì tháng tư này nó sẽ thôi thúc, tại vì cái năng lượng tháng tư là cái năng lượng mà những gì mà bạn bạn đang né tránh thì bạn buộc phải đối diện, mà những gì chưa được hoàn thành nó thì phải được hoàn thành, những gì cần kết thúc phải được kết thúc, cho nên là nó cũng áp dụng trong công việc các bạn tháng này. Và ở đây á, nó chia làm hai cái nguồn năng lượng nha. Với một số bạn á, thì các bạn đã nhận ra được cái vị trí của mình, nhận ra được cái năng lực của mình, và các bạn quyết tâm đứng lên để mà giành lại cái quyền lợi cho bản thân mình. Rất nhiều bạn có thể là sẽ xin nghỉ việc trong tháng 4 hoặc là quyết định là chuyển sang công việc mới trong tháng 4, vì các bạn biết là mình không có việc gì mà phải chịu đựng tiếp cái sự bất công này nữa, mình xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Các bạn chấp nhận mạo hiểm, các bạn chấp nhận mở cái chiếc hộp này ra, như cái hình ảnh này nè, một người mà mở cái chiếc hộp này ra và từ đó đối diện, học cái bài học của mình. Một số bạn á thì vẫn còn dây dưa về cái câu chuyện công việc này. Five of Swords ở đây, các bạn đã rất là muốn tiến lên rồi. Các bạn là cái câu chuyện mà trước khi mà các bạn đứng lên được thì các bạn ở cái nhóm số 2 là các bạn đang ở cái kiểu là còn đang do dự, và các bạn còn đang thăm dò tình hình xem là như thế nào. Các bạn thăm dò kiểu là để xem là, có thể là các bạn sẽ nhắn tin cho sếp của mình hay là cho đồng đội của mình hỏi xem là nếu mà bây giờ bạn nghĩ thì như thế nào, nếu mà bạn làm như vậy thì mọi chuyện nó sẽ ra sao. Một số bạn có thể là sẽ liên hệ với những cái chỗ làm mới hay là những cái chỗ làm tiềm năng để xem là mình có khả năng để mà chuyển sang hay không. Nói chung là các bạn cũng muốn quay lưng với cái công việc hiện tại rồi, nhưng mà các bạn còn đang kiểu là dò hỏi trước xem là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cái tình hình chung trong tháng 4 á, nó vẫn là các bạn đang muốn chấm dứt một cái công việc, một cái tình huống hay là một cái tình huống nào đó và giành lại cái quyền lợi cho bản thân mình. Thì tùy vào ha, như mình nói, một số bạn sẽ rất là kiên quyết, dứt khoát tiến lên bảo vệ cái quyền lợi của mình và nói không với những cái gì mà tiêu cực hay là không có phù hợp với cuộc sống của mình nữa. Một số bạn thì vẫn còn đang đang chậm rãi để mà dò dẫm. Có một cái năng lượng gì đó nó theo cái kiểu là dồn nén từ rất là lâu rồi đối với các bạn chọn tụ bài số 1 này, và kiểu như là các bạn đã cảm thấy bức bối dữ lắm rồi, nhưng mà các bạn chưa có bùng ra trên mọi phương diện của cuộc sống luôn. Ok, về vấn đề tài chính tháng 4 của các bạn là gì? Các bạn có A of Cups. A of Cups, The Chariot và Strength. Không đến nỗi bi đát lắm. Tình hình tài chính tháng tư của các bạn không đến nỗi bi đát lắm. Mình cảm thấy là các bạn sẽ nhận được sự viện trợ hay là sự hỗ trợ nào đó để mà tiếp sức cho các bạn. Có thể là các bạn sẽ phải nhịn xuống một số cái nhu cầu hay là cái mong muốn nào đó của mình. Với cái lá bài A of Cups ở đây, các bạn đang muốn mua một cái gì đó, nhưng mà các bạn buộc là sẽ phải kiềm chế lại, tức là kiềm chế bớt về cái mặt là tiêu dùng và xài tiền thôi, chứ không phải là quá thiếu thốn. Và mình cảm thấy là một số bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ, có thể là từ phía bạn bè, từ phía gia đình, nhưng mà nhìn chung thì mình thấy năng lượng ở đây là ổn. Cũng phải có cái sự cân nhắc trong chi tiêu chứ không phải là quá thoải mái, nhưng mà nhìn chung là đủ xài, không có đến nỗi nào.
Okay, đó là về một cái số cái tình hình chung trong tháng 4 mình thấy được cho các bạn ha. Mình sẽ rút một vài thông điệp cho các bạn để xem là các bạn cần phải lưu ý những gì trong tháng 4 này nha, để mà có thể đạt được kết quả tốt nhất trong tháng 4 này. Các bạn có Destiny, cũng là một cái lá bài mà kêu gọi quay về, và có thể đó là vì đây là cái năng lượng chung á, năng lượng chung của tập thể sau những cái trải bài mà mình trải gần đây mình thấy cũng là như vậy. Đây là cái khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều được kêu gọi là phải phải dừng lại và phải xem xét lại về cuộc sống của mình và những gì mà mình đang làm. A new earth. Your hard work is paying off. Và mình lấy vui cho các bạn luôn nha. Okay, các bạn có hai ký tự à ba ký tự rồi đây. Mình sẽ bắt đầu với Oracle trước ha. Với cái lá Destiny này á và cái năng lượng đồng moon hồi nãy á, một số bạn sẽ có cái sự thức tỉnh tâm linh trong giai đoạn tháng 4 này. Thức tỉnh tâm linh là gì? Đó là các bạn sẽ bắt đầu có những cái sự hiểu biết hay là những cái sự nhìn nhận mới về cuộc sống của mình ở một cái khía cạnh mà từ trước giờ các bạn chưa hề nhận ra. Đối với một số bạn thì nó sẽ là sự giác ngộ, còn đối với một số bạn thì nó chỉ đơn giản là các bạn nhìn thấy, là các bạn nhận ra một cái điều gì đó về đời sống tâm linh, về đời sống tinh thần của các mình của mình trong giai đoạn này mà trước đó các bạn chưa có nhận ra. Thì nhờ vào cái sự tĩnh lặng của giai đoạn tháng 4 này, cũng như là nhờ vào việc mà bạn buộc phải dọn dẹp đời sống cá nhân của mình trong giai đoạn này thì bạn mới bắt đầu nhìn ra, và một số bạn sẽ bắt đầu nhận ra cái sứ mệnh của mình trong tháng 4 này. Và lá The New Earth này ở đây là một cái sự nhắn nhủ là các bạn hãy cứ yên tâm, các bạn đừng 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 có quá lo sợ về những gì đang diễn ra trong giai đoạn hiện tại. Bởi vì sao? Đây là cái giai đoạn mà như mình mới vừa post chiều nay, đây là cái giai đoạn của chữa lành, mà chữa lành sâu á, giúp cho con người và cả trái đất và cả xã hội chúng ta có cái sự chữa lành. Và để mà chữa lành á, thì chúng ta phải nhận ra những cái vấn đề mà mình đang đối mặt. Và các bạn chọn tụ bài số 1 của mình nghĩ là những bạn mà sẽ chịu ảnh hưởng hay là cảm nhận rõ nhất về cái năng lượng của sự chữa lành này trong giai đoạn tháng 4. Và các bạn hãy cứ vững tin, chắc chắn là sau cái giai đoạn này, khi mà tất cả mọi thứ đều phải được sắp xếp lại, thu vén lại và được chữa lành đó, thì nó sẽ tốt lên, nó sẽ tốt lên chắc chắn. Và do How was you paying off, đây là một cái dự báo cho bạn biết là sau tháng 4 này á, mọi chuyện nó sẽ rất là rực rỡ. Các bạn hãy hình dung là cái giai đoạn này á giống như là giai đoạn mà các bạn đang làm đất á, tức là xới lại cái mẫu cái mảnh đất của mình nè, gặt cỏ dại, loại bỏ bớt những cái đất khô hay là sỏi đất gì đó đi, dọn hết để mà làm lại cái mảnh đất cho nó màu mỡ hơn. Sau cái giai đoạn này các bạn sẽ gieo hạt, và sau đó nữa các bạn sẽ thấy là cái mùa vụ bội thu. Cho nên là đây là cái giai đoạn rất là quan trọng trong cuộc sống của các bạn. Hãy hết sức cẩn thận và hãy dành thời gian để mà dọn dẹp thật kỹ trong cái giai đoạn này. Tại vì cái vụ mùa của các bạn trong giai đoạn tới nó sẽ như thế nào là tất cả nó phụ thuộc vào cái giai đoạn làm đất, cái công đoạn làm đất này của các bạn. Okay, thì đó là những cái thông điệp mình thấy được cho các bạn nha. Tiếp theo sẽ là đến những cái ký tự rune. Đầu tiên là bạn có lá cái ký tự này là Shovilu. Nó là về năng lượng của mặt trời, cái dòng năng lượng mà chảy qua cơ thể của các bạn á. Đây là giai đoạn mà các bạn phải lắng nghe cái dòng chảy cũng như là cái năng lượng bên trong bản thân mình. Và đây là giai đoạn á mà bạn cần phải dành thời gian để mà sạc lại năng lượng cho đời sống của mình, cũng như là tái tạo lại cái năng lượng tươi mới, giống như cái mảnh đất mà hồi nãy mình nói á. Các bạn đã khai thác cái mảnh đất của mình quá mức trong giai đoạn vừa qua, cho nên là đây là giai đoạn mà các bạn phải để cho cái mảnh đất này nó được nghỉ và nó được bồi dưỡng lại, nó được tái sinh, được tái tạo lại những cái dưỡng chất. Cho nên là hãy hãy tranh thủ cái giai đoạn này. Và hồi nãy ở đầu mình có nói là một số bạn có những cái dự định nào đó nhưng mà các bạn buộc phải dừng lại và các bạn cảm thấy rất là khó chịu quá, thì cái ký tự này một cái lời cảnh báo, các bạn đừng có cố thúc đẩy nhanh cái giai đoạn này, và các bạn sẽ không thể nào thúc đẩy được. Cái mảnh đất của bạn nó đã cằn cỗi lắm rồi, vậy năng lượng của bạn nó gần như là đã đến cái mức là cạn kiệt rồi, cho nên là bạn không thể làm cái gì khác hơn là phải
là phải dừng lại để mà tái tạo lại năng lượng cho mình. Cho nên là đừng có cố thúc đẩy nhanh cái quá trình này, mà phải thật cẩn thận. Tiếp theo các bạn có ký tự này, đó là Isa, cái mùa đông băng giá trong đời sống tâm linh. Mùa đông đang đến và mùa đông cũng đang qua, và sau mùa đông sẽ báo hiệu cho các bạn đó là một cái mùa xuân rực rỡ. Và nó chỉ là khẳng định lại những gì mà mình nói từ nãy tới giờ, từ đầu tới giờ luôn á. Cái ký tự rune này khi nó làm mình rất là ngạc nhiên về cái sự thống nhất của nó với các lá bài nha. Ok, cuối cùng các bạn có Kena. Kena đây là cái ký tự của sự khởi đầu, của ngọn lửa. Các bạn thấy không? Ngay sau mùa đông á, thì các bạn có ngọn lửa. Các bạn có ngọn lửa, các bạn có cái sự khởi đầu mới, các bạn có một cái sự khai mở nào đó trong cuộc sống của mình. Và một lần nữa đằng sau cái giai đoạn thức tỉnh này, sau khi các bạn thức tỉnh, các bạn sẽ nhận ra được rất là nhiều điều mới. Và nó cũng cho mình thấy là các bạn sẽ có những cái sự thay đổi mà khiến cuộc sống của bạn á, nó không thể nào quay lại như cũ được nữa. Các bạn sẽ không thể nào quay lại cái giai đoạn của cái Ghostland này nữa, của cái mảnh đất, của cái ký ức cũ, hay là cái con người cũ. Các bạn sẽ phải đoạn tuyệt với nó. Các bạn sẽ không thể quay lại được nữa. Và đây là cũng là một cái lời dự báo cho các bạn biết là sau cái giai đoạn tăm tối này á, mọi thứ nó sẽ sáng lên rất là nhiều, sáng lên rực rỡ. Cho nên là hãy yên tâm, bình tĩnh đối diện với cái giai đoạn bóng đêm này. Ok, thì đó là những cái thông điệp mình có được cho những bạn chọn tụ bài số 1 nha. Nhìn chung á thì nó là một cái sự động viên cho các bạn, để mà các bạn có thể bình tâm và xem xét cuộc sống của mình. Và hãy nhớ là cho dù các bạn có cố thúc đẩy á, thì cũng không được gì. Tại vì đây là điều các bạn không thể thúc đẩy được. Nó giống như là bốn mùa, nó phải như vậy. Xuân, hạ, thu, đông, nó phải là như vậy. Các bạn đang trải qua mùa đông, và cho dù các bạn làm gì đi nữa thì cũng phải đủ thời gian thì mùa đông nó mới trôi qua. Cho nên nó cho mình thấy là các bạn đừng có cố gắng thúc đẩy, mà hãy tận dụng cái sự yên tĩnh, cái sự tĩnh lặng của giai đoạn này để mà làm tốt cái phần việc mà mình cần làm. Xới cái mảnh đất của mình, bồi dưỡng lại cái mảnh đất của mình để chuẩn bị cho cái vụ mùa mới sắp tới. Cái như vậy ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái thông điệp của trải bài này, và hãy nhớ là cuối video mình có liệt kê cái bộ bài mình sử dụng trong trải bài này nha. Okay, tạm biệt các bạn. Xin chào những bạn chọn tụ bài số 2, các bạn chọn lá bài hoa long đảm. Ok, và đây sẽ là câu chuyện tháng 4 của các bạn. Đầu tiên, đây là năng lượng chung trong tháng 4, các bạn có Knight of Pentacles. Đây là Pentacles, ở đây cho mình thấy đây là cái năng lượng của tháng 4, là cái năng lượng mà các bạn có thể sử dụng để mà bắt đầu cái, hay là là bắt đầu, một số bạn sẽ là bắt đầu một cái dự án riêng nào đó của mình. Một số bạn sẽ là dùng để mài, dùng cái năng lượng tháng 4 này để mà mài dũa các kỹ năng của mình. Có vẻ như là cái đời sống công việc của các bạn á, hay là sự nghiệp các bạn á, nó không bị ảnh hưởng lắm bởi năng lượng chung của tháng 4, mà có vẻ là nó lại tạo ra cái sự thuận lợi cho các bạn. Nó cho các bạn thời gian để mà học hỏi hay là tập trung nhiều hơn vào cái dự án nào đó của mình. Knight of Pentacles. Một số bạn có thể là sẽ nảy ra một cái ý tưởng kinh doanh nào đó trong tháng 4 này và bắt đầu theo đuổi nó. Tại vì đây là lúc mà các bạn có được thời gian cũng như là cơ hội để mà theo đuổi. Và các bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng trong tháng 4 này đó. Năng lượng để mà thực hiện cái dự án, thực hiện cái kế hoạch nào đó mà các bạn đã kiểu là trì hoãn khá là lâu rồi, vì nhiều lý do, hay là vì trước đó các bạn bận, các bạn đi làm, các bạn không có thời gian hay sao đó. Nhưng mà tháng 4 này mình thấy là các bạn sẽ làm được cái dự án, là các bạn sẽ thực hiện cái dự án này của mình. Tiếp theo các bạn có lá The Empress. Các bạn thôi không còn phải lo chuyện bao đồng nữa. Là mình có cảm giác như vậy, là những bạn chọn tụ bài số 2, có thể các bạn là đó giờ các bạn phải bỏ qua những cái mong muốn của bản thân mình để mà ưu tiên cho những cái mong muốn của người khác, hay là đặt cái lợi ích của người khác lên đầu, hay là các bạn có cái trách nhiệm nào đó trong cái việc là chăm sóc những người xung quanh. Nhưng mà trong tháng 4 này á, các bạn có thể buông bỏ được cái điều này, các bạn giảm bớt cái gánh nặng cho bản thân mình. Và những bạn nào mà còn có cái sự chần chừ từ đó đến giờ thì tháng 4 này các bạn sẽ buông được cái sự chần chừ đó. Và đó là lý do mà bạn có thể bắt đầu cái dự án này, cái dự án mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay. Và nó sẽ
nghiêng về hướng là một cái dự án độc lập nào đó, cái dự án cá nhân nào đó, ví dụ như là bán hàng online nè, hay là mở cái một cái cửa tiệm nào đó, hay là nói chung là một cái dự án nào đó mà nó có liên quan đến những cái sở thích của bạn, cái việc mà bạn rất là muốn làm nhưng mà trước giờ bạn không có thời gian hay là không có năng lượng để làm, thì tháng tư này á bạn được tạo điều kiện để mà thực hiện cái điều này, để mà vun đắp theo đuổi cái sở thích của mình và xây dựng cái đam mê của mình. Tiếp theo các bạn có năm gậy. Năm gậy ở đây nó cho mình cảm giác đó là bạn bắt đầu có cái sự can đảm để mà đứng lên và đối diện với những cái nỗi sợ hay là với những cái sự tranh cãi nào đó trong cuộc sống của mình. Nó cũng cho mình thấy là bạn có thể là sẽ nhận được, bạn sẽ có những cái cuộc tranh cãi hay là cãi vã với những người xung quanh mình trong giai đoạn tháng tư này, thì đó có thể năng nó có thể liên quan đến cái dự án mà bạn đang muốn làm, hay là với cái việc là bạn bạn cởi bỏ một cái trách nhiệm nào đó, bạn từ chối không có mang vác cái gánh nặng nào đó nữa, và nó dẫn đến cái sự xung đột, và mình cảm thấy là bạn phải đối diện với cái sự xung đột này để mà bảo vệ cho quyền lợi của bản thân mình. Và đối với một số bạn đó, đó là bạn phải buông bỏ bớt những cái gánh nặng để mà tập trung vào bản thân mình nhiều hơn. Bạn có The Hierophant. Tháng 4 sẽ là giai đoạn mà các bạn học được rất là nhiều thứ. The Hierophant ở đây á, cho mình thấy là có thể là các bạn sẽ phải quay về với những gì cơ bản nhất trong cuộc sống của mình. Nó có thể liên quan đến cái dự án mà các bạn bắt đầu thực hiện ở đây nè. Lá bài này cũng cho mình cảm giác á, là một số bạn á, đang cân nhắc tới cái chuyện là có thể là các bạn sẽ theo đuổi cái học bổng nào đó nha. Đối với những bạn mà còn đang đi học là có cái dự định học lên cao á, thì tháng 4 này là tháng mà các bạn sẽ trau dồi kiến thức cho mình, là chuẩn bị hồ sơ để mà nộp học bổng hay gì đó. Mình thấy rõ ràng ở đây một cái năng lượng về cái việc là học hỏi, trau dồi kỹ năng, trau dồi kiến thức, và đó sẽ là điều mà các bạn thực hiện trong suốt cái giai đoạn tháng 4 này. Cuối cùng các bạn có Queen of Cups. Queen of Cups, các bạn quyết định là làm những cái điều mà mình muốn làm, các bạn thực hiện một cái ước mơ, một cái đam mê nào đó cho bản thân mình trong giai đoạn này. Và nếu mà xét về khía cạnh này thì nó cũng khớp với năng lượng chung á, là sau một cái khoảng thời gian mà bạn bạn bỏ năng lượng, bỏ sức lực, bỏ công sức để mà phấn đấu về một cái mục tiêu nào đó khác, một cái mục tiêu mà có thể là mang lại lợi ích cho những người xung quanh bạn, nhưng mà bạn không thật sự thích, không thật sự hài lòng với cái hướng đi đó, thì tháng tư này là sẽ là cái tháng mà các bạn dành cho bản thân mình, dành để mà thực hiện những cái đam mê, những cái mơ ước của chính bản thân mình, và học cách để mà từng bước xây dựng cái tòa nhà của mình, xây dựng cái tòa lâu đài của mình, và chăm sóc cho bản thân mình, quay về với những cái nguyện vọng của mình và bắt đầu học cách để mà đáp ứng những cái nguyện vọng đó, cho dù điều điều đó có nghĩa là bạn phải đối diện với những cái sự chỉ trích hay là sự tranh cãi của những người xung quanh, nhưng mà bạn chấp nhận điều đó, và đó là cái bài học mà bạn chấp nhận học trong giai đoạn tháng 4 này. Ok. Các bạn cần lưu ý điều gì về tình cảm trong tháng 4? Okay, các bạn có Page of Wands, The Empress. Các bạn có hai lần The Empress. Rất có thể thứ mà các bạn muốn theo đuổi, mình nói hồi nãy á, là một ai đó, một câu chuyện nào đó về tình cảm, và Four of Wands. Một số bạn á có thể là sẽ quyết định tỏ tình, quyết định tiến tới cái đối tượng nào đó, và đó là cái điều mà các bạn muốn làm. Cái mặt này Pentacle mà mình xem từ hồi nãy á, thì đối với một số bạn có thể là về tình cảm, có thể là các bạn sẽ chủ động bày tỏ và tiến tới, hoặc là các bạn sẽ nhận được một cái sự chủ động, cái sự bày tỏ của ai đó. Một số bạn á, với cái lá Four of Wands này á, mình cảm giác là một số bạn có thể là sẽ nhận được cả lời cầu hôn nữa cơ, hoặc là các bạn quyết định cầu hôn với một ai đó. Nói chung là có một cái sự tiến tới nào đó trong đời sống tình cảm của các bạn, nếu mà các bạn kiểu là đang có cái đối tượng, hay là đang trong giai đoạn yêu đương, hay có thể là sẽ tiến tới một bước nữa trong tình cảm. Đối với những bạn mà còn độc thân á, độc thân và kiểu là chưa có để ý cái đối tượng nào luôn á, thì trong tháng 4 này á, có thể là các bạn sẽ phát hiện được một ai đó thú vị trong đời sống của mình, và
đó sẽ là người hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong cái dự án mà các bạn đang chuẩn bị thực hiện ở đây nè. Họ sẽ xuất hiện trong cái dự án đó và sẽ mang đến cái điều gì đó hay ho cho cuộc sống của các bạn. Nói chung là sẽ có ai đó mới xuất hiện trong đời sống tình cảm của các bạn nha, và người này á mang đến cho các bạn năng lượng rất là tích cực. Okay. Tiếp theo về công việc của các bạn trong giai đoạn tháng 4 này có điều gì cần lưu ý hay không? Các bạn có judgment, đến lúc các bạn phải ra quyết định nào đó liên quan đến công việc. Six of Cups và Nine of Wands nha. Tháng 4 này á, về công việc á, thì đây là lúc mà các bạn phải đưa ra một cái quyết định dứt khoát về một cái công việc nào đó, xem là bạn có tiếp tục cái công việc này hay không, hay là bạn sẽ quay về với những cái sở thích, những cái nguyện vọng của mình, với cái dự án nào đó của riêng riêng cá nhân mình, và các bạn phải đưa ra quyết định, các bạn không thể nào chần chừ được nữa. Một số bạn có thể sẽ nhận được cái lời mời để nào quay về làm việc với một cái công ty cũ hay là một cái đối tác cũ nào đó. Các bạn sẽ nhận được cái lời mời quay về để làm cho cái nơi đó, và mình cảm thấy cái hướng là bạn sẽ quay về để mà hợp tác với cái người cũ đó, với cái đối tượng, cái nhân vật cũ đó. Và mình cảm thấy năng lượng ở đây nhiều hơn về cái việc là bạn chấm dứt công việc với một cái nơi làm, với cái chỗ làm của mình. Nó cũng khớp với năng lượng ở trên này. Các bạn sẽ quyết định thôi việc, nghỉ việc, chuyển việc và quay về với cái công việc nào đó mà các bạn đã từng làm trước đó, hay là các bạn đã ấp ủ suốt một thời gian dài rồi. Ok, về tình hình tài chính tháng 4 của các bạn. Tình hình tài chính tháng 4 của các bạn. King of Cups có vẻ khá là ấm. Nine of Cups và Trusted. Các bạn có vẻ khá là ấm êm trong tháng 4 này. King of Cups và Nine of Cups ở đây á, cho mình cảm nhận là bạn bạn có thể là sẽ nhận được một cái khoản tiền nào đó mà có ý nghĩa rất là lớn trong cuộc sống của các bạn trong giai đoạn hiện tại. Và một số bạn á, mình thấy là sẽ có cái sự đầu tư trong tài chính với cái lá King of Cups và Nine of Cups kết hợp với The Justice ở đây. Và những bạn nào mà kiểu là đang đang bị người ta là cho người khác mượn tiền mà không mà chưa có đòi lại được đó, thì mình thấy là trong tháng 4 này các bạn cũng sẽ đòi lại được cái khoản tiền đó. Nói chung là có một cái lượng, có một cái khoản tiền nào đó đang đến với các bạn trong tháng 4 này, và đó là cái khoản tiền mà bạn xứng đáng nhận được ha, cái nào bạn xứng đáng nhận được với cái lá Justice này. Bạn có thể là nhận được sự hỗ trợ tài chính từ gia đình của mình nữa. King of Cups là thường là cái hình ảnh của người cha, sự hỗ trợ tài chính từ phía gia đình. Nói chung là không có gì đáng ngại trong cái vấn đề tài chính của các bạn trong tháng 4 này hết, nếu mà thiếu á, thì sẽ được chu cấp, và đó là cái khoản tiền mà bạn đáng nhận được. Okay. Mình sẽ rút một vài lá Oracle nha để xem là có thông điệp nào cho các bạn trong tháng 4 hay không. À, và với những bạn mà đang đang chờ đợi một cái khoản tiền nào đó thì các bạn cũng có thể là sẽ nhận được nó trong tháng 4 nha. Thông điệp tháng 4. Pick up joy có vẻ vừa ấm êm mà vừa vui vẻ nữa. Cái năng lượng hân hoan vui vẻ này nè, nó đến từ đâu? Nó đến từ cái việc là bạn quyết định quay về với những gì mà mình thật sự yêu thích, quyết định quay về với cái mong muốn thật sự của mình, cho dù đó là một cái công việc hay là một cái con đường sự nghiệp nào đó mà bạn lựa chọn, hay là một cái đối tượng tình cảm nào đó mà bạn muốn bày tỏ, thì đây là cái tháng may mắn của bạn. Và mình cảm thấy là sẽ rất nhiều chuyện vui đến với các bạn, bởi vì các bạn đã kiểu là quyết định được, dứt khoát được và biết cách là đặt bản thân mình lên trên hết. Và tháng 4 là cái tháng mà đánh dấu là các bạn học xong cái bài học yêu thương bản thân mình đó. Cho nên là các bạn sẽ nhận được rất là nhiều cái phần thưởng trong tháng 4 này.
ra, và đó là cái điều mà bạn xứng đáng có được. Confusion, mây mù nó sẽ tan đi và bạn sẽ kiểu là nó sẽ tươi, mọi thứ nó sẽ tươi sáng hơn rất là nhiều. Và tất cả những điều này á, nó bắt nguồn từ cái việc là bạn biết đặt bản thân mình lên trên. Bạn không còn để cho những cái quyền lợi hay là sự ưu tiên người khác đè nén cái quyền lợi của bản thân bạn nữa. Bạn quyết định là mình phải vì mình trước đã, phải sống vì mình trước đã, và đó là quyết định đúng đắn của bạn. Prosperity Lies rồi, thế không, cái tụ này nó không thể nào mà kiểu là rực rỡ hơn được nữa. Nó giống như là mùa xuân đến với các bạn rồi á. Nên là mọi thứ nó đều tốt đẹp, nó đều rất là ấm êm. Đây là một chiếc tụ rui dành cho các bạn. Ở đây bạn có ba ký tự nha. Bạn có ba ký tự ở đây. Ký tự đầu tiên mà các bạn có là đây là advance, nó là về tiến triển, về sự tiến lên, về cái hành trình. Nó cho mình thấy là sẽ có những cái sự thay đổi, cái sự đổi mới trong cuộc sống của các bạn, như là các bạn đang tiến sang một cái hành trình mới á. Và chính xác, bởi vì bạn quyết định là sẽ đi cái hành trình này, cái hành trình bất kể bạn đang lựa chọn cái gì ở đây nè, thì tháng 4 là cái giai đoạn đánh dấu là bạn sẽ tiến lên trên cái hành trình mới của mình. Và nó cho thấy là cuộc sống của các bạn đang được cải thiện, tức là đang có cái chiều hướng tốt lên rất là nhiều, mọi thứ nó đang đi đúng hướng. Những bạn nào mà kiểu là còn đang lưỡng lự về cái quyết định của mình, đang không biết là quyết định mà mình vừa đưa ra nó có đúng hay không, là mình xin nghỉ việc có đúng hay không, hay là mình quyết định buông bỏ cái mối quan hệ này thì có đúng hay không, mình quyết định là sẽ không có lo về cái chuyện này nữa, không có lo cái chuyện bao đồng này nữa thì có đúng hay không á, thì đây là cái sự khẳng định cho các bạn thấy là các bạn đang đi đúng đường, các bạn đã đưa ra cái lựa chọn đúng. Hãy chọn bản thân mình. Tháng 4 là các tháng mà các bạn biết là các bạn cần phải chọn bản thân mình, và các bạn làm được điều đó, cho nên là mọi thứ nó sẽ bắt đầu tiến triển. Nếu mà các bạn đang trải qua một cái sự đình trệ nào đó suốt thời gian vừa qua thì tháng 4 là cái tháng đánh dấu cho cái sự có sự biến chuyển của các bạn. Và cái giai đoạn vừa qua là cái giai đoạn mà cần thiết trong cuộc sống của các bạn. Cái này á, cái thông điệp này thì nó giống như là cái bước tiếp theo của tụ số 1 á. Là những bạn mà chọn tụ số 2 này, có thể là các bạn đã trải qua giai đoạn của tụ số 1 rồi, thì các bạn mới tiến đến cái tụ số 2 này. Là mọi thứ nó bắt đầu tiến triển sau cái khoảng thời gian mà các bạn chững lại để mà giải quyết rất là nhiều thứ, thì tháng 4 này là cái tháng mọi thứ nó sẽ tiến lên và bắt đầu có những cái cải thiện tốt đẹp cho cuộc sống của các bạn. Tiếp theo các bạn có Teresa, đây là Gateway. Khi mà bạn đã đưa ra quyết định á, thì đừng có hối hận, hay là đừng có dành thời gian để mà lo lắng gì về cái quyết định mà mình đã đưa ra nữa, mà hãy cứ yên tâm tiến tới với nó, yên tâm hành động với nó. Đừng có dây dưa nữa mà hãy cứ dứt khoát tiến lên, bởi vì á, các bạn đang cần tiến lên, cuộc sống của các bạn nó đang thôi thúc bạn là hãy tiến lên đi, cho nên là đừng có do dự nữa. Cuối cùng các bạn có Hagala, đây là cái sự thay đổi, sự tự do. Những cái gì mà sụp đổ là vì nó cần phải sụp đổ. Bạn phải gạt đi những cái nhu cầu của người khác để mà ưu tiên nhu cầu của mình trong tháng 4 này. Đó là cái keyword và cũng là cái diễn biến chính trong đời sống của các bạn trong giai đoạn này. Ok, thì đó là thông điệp mình có được cho những bạn chọn tụ bài số 2 nha. Và mình hy vọng là các bạn sẽ thấy cái thông điệp này có ích ha. Và các bạn đã nhận ra cái sự thôi thúc bên trong bản thân mình rồi á, thì hãy cứ yên tâm mà tiến lên và thực hiện cái sự thôi thúc đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài khác. Bye bye. Xin chào những bạn chọn tụ bài số 3. Các bạn chọn lá bài hoa thủy tiên vàng. Thì đây sẽ là thông điệp cũng như là câu chuyện tháng 4 của các bạn. Đầu tiên bạn có lá The Death. Đây là cái năng lượng chung cho tháng 4. Với lá The Death này á, thì mình cảm thấy là tháng 4 sẽ là cái tháng của sự hồi sinh, của một cái sự kết thúc và sự khởi đầu, là cái năng lượng mà mang lại cho các bạn
Một số bạn á, sẽ quyết định là từ bỏ. Nói chung là cái năng lượng này là cái năng lượng chung luôn á, từ bỏ những cái gì không còn phù hợp với mình nữa, và từ đó có cái sự khởi đầu mới dành cho bản thân mình, bắt đầu đi cái hành trình của mình và quyết định buông bỏ những cái gì mà không còn phù hợp nữa. Đó là năng lượng chung của tụ 1, tụ 2 nãy giờ luôn, và dành cho tụ 3 cũng là như vậy luôn. Tiếp theo các bạn có 4 xu. Nó cho mình cảm giác đó là các bạn sẽ phải buông bỏ cái sự ổn định. À, nghe nó có vẻ hơi ngược đời, nhưng mà các bạn phải buông bỏ sự ổn định, các bạn phải chấp nhận đối diện với nỗi sợ của mình, đối diện với cái cảm giác chông chênh và bước ra khỏi cái vòng tròn thoải mái của mình. Đó là điều mà các bạn, cái năng lượng trong tháng tư các bạn á, từ trước đến giờ các bạn đã giữ rịch một cái quyền lợi, là một cái lợi ích, hay là một cái sự thoải mái nào đó, nhưng mà cái năng lượng tháng tư á, buộc các bạn phải buông bỏ điều đó. Đối với những bạn mà từ trước đến giờ sống cầm chừng, sống tạm bợ bởi vì các bạn cảm thấy như vậy là ổn rồi, bởi vì các bạn cảm thấy là như vậy là đủ, là hài lòng rồi á, các bạn sẽ được thúc đẩy là lựa chọn một cái gì đó mà nó có nhiều rủi ro hơn, lựa chọn một cái hành trình mới nè, một cái lối sống mới, một cái phương pháp nào đó mới, chứ không thể quay về với cái vòng tròn thoải mái, vòng tròn an toàn của mình được. Các bạn có Ace of Pentacles sẽ có cái cơ hội nào đó, đặc biệt là về về công việc, về nghề nghiệp đến với các bạn trong tháng tư này, cơ hội về công việc, về nghề nghiệp, về về tài chính. Và nếu như là lúc bình thường á, thì có thể là bạn sẽ từ chối, bởi vì khi mà bạn đón nhận cái cơ hội mới này á, thì nó có nghĩa là bạn phải đối diện với nhiều cái sự rủi ro, nhiều cái sự mù mờ nào đó, nhưng mà giai đoạn tháng tư thì bạn lại không không thể từ chối được. Bạn nên đón nhận cơ hội này để mà có sự tiến lên trong hành trình của mình. Bạn có 10 gậy, 10 gậy kết hợp với cái đề trát ở đây là cái chuyện là nó khá giống với năng lượng của tụ bài số 1. Đó là bạn phải đối diện với những cái áp lực, những cái gánh nặng mà bạn đã luôn chối bỏ hay là luôn né tránh suốt từ trước đến giờ, và đây là giai đoạn mà bạn không thể né tránh được. Những bạn chọn tụ bài này, các bạn hãy có thể là xem cái nội dung của tụ bài số 1 nha, tại vì đến đây năng lượng này nó khá là giống nhau về cái việc là bạn phải đối diện với những điều mà bạn đang né tránh, nhưng mà nó không phải là những cái góc khuất, mà là đây là đối diện với cái sự lầy của bạn á, cái việc là bạn luôn chống chế là cuộc sống mình như vậy là được rồi. À, mình muốn cái sự thoải mái này, mình không có việc gì phải bước ra khỏi cái vòng tròn thoải mái này hết, thì tháng tư là cái tháng mà bạn buộc phải bước ra, buộc phải đối diện với những điều đó và chấp nhận là mình phải bước ra ngoài kia, mình sẽ không thể nào nằm trong cái vòng tròn an toàn này được. Và four of swords, chính xác four of swords là cái lá bài của cái vòng tròn thoải mái, của cái việc là giam mình trong một cái khuôn khổ nào đó, bởi vì bạn cảm thấy đó là cái sự an toàn và bạn muốn kéo dài cái thời gian dễ chịu này, thì bạn sẽ không thể lựa chọn sự thoải mái được nữa, mà bạn phải lựa chọn cái sự là tiến lên, the dead, kết thúc tất cả những cái này. Hãy nghe nội dung của tụ bài số 1 nha. Những bạn nào mà kiểu là đang đang ỷ lại vào một cái nguồn hỗ trợ tài chính nào đó, hay là cái nguồn viện trợ tài chính nào đó, cái nguồn chu cấp nào đó, thì trong tháng tư này á, mình cảm giác là cái nguồn đó nó sẽ bị cắt, hay là nó bị giảm, và bạn sẽ buộc phải lo lắng cho cái đời sống tài chính của mình, và buộc phải nắm bắt cơ hội để mà đi làm, để mà phải tiến lên, để mà phải lo cho cuộc sống của mình. Đối với những bạn mà còn đang đi học á, thì thông điệp ở đây nghĩa là gì? Thông điệp ở đây là tháng tư là giai đoạn mà các bạn không thể nào lười được nữa, tại vì cái giai đoạn vừa qua có thể là các bạn được nghỉ học, các bạn tưng bừng, các bạn vui chơi gì đó, thì tháng tư á, mọi thứ nó được siết lại và bạn phải bắt đầu học, các bạn phải bắt đầu ôn lại kiến thức của mình, tại vì nó báo hiệu là các bạn chuẩn bị đẩy ra khỏi cái sự lười nhác, chuẩn bị đẩy ra khỏi cái sự thoải mái hiện tại rồi. Cho nên là đừng đừng có quá ỷ lại vào cái giai đoạn này, và đừng có vì vậy mà lười biếng. Cái năng lượng này là năng lượng là đẩy các bạn ra khỏi cái vòng tròn thoải mái đó. Những cái gì mà đang ổn định đó, thì nó sẽ mất dần, và các bạn phải phải đối diện với những cái nỗi bất an trong bản thân mình, và từ đó có cái sự thôi thúc để mà tiến lên và hồi sinh. Ok, mình sẽ rút một vài lá bài nha, để xem là về đời sống tình cảm của các bạn thì có những cái diễn biến gì trong tháng 4 nha. Diễn biến về đời sống tình cảm tháng 4 của các bạn. Các bạn có The Fountain. The Hangman, chính xác luôn. Không thể giữ nguyên hiện trạng được nữa mà phải có cái sự thay đổi. Và The Emperor, The Emperor
Về đời sống tình cảm á, mình cảm thấy á là các bạn sẽ nhận ra một cái điều gì đó mới về câu chuyện tình cảm của mình. Đối với những bạn mà đang ở trong cái mối quan hệ tình cảm á, thì tháng 4 á sẽ có nhiều chuyện xảy ra để mà các bạn nhận ra nhiều cái sắc thái, nhiều cái màu sắc mới trong câu chuyện tình cảm này của mình. Và có thể là do những cái biến động trong cuộc sống á, nó khiến là bạn phải thật sự chiêm nghiệm lại những gì mà bạn đang có trong cái mối quan hệ này, và từ đó đưa ra cái lựa chọn dứt khoát cho bản thân mình. Thì Emperor ở đây á, cho mình thấy là một số bạn á, có thể là sẽ lựa chọn chia tay. Đối với những bạn mà kiểu là không không có đến mức là chia tay á, thì cũng sẽ là có một cái bước ngoặt trong tình cảm. Đối với những bạn mà còn đang độc thân mà có đối tượng, tức là độc thân nhưng mà đang kiểu là ngắm nghía tia một ai ai đó, thì các bạn cũng sẽ có cơ hội để mà nhìn thấy một cái khía cạnh khác của người này. Có thể là bạn sẽ nhận ra là cái đối tượng này á, họ không có vĩ đại như bạn nghĩ, hay là họ không có hay ho như bạn nghĩ đâu, và bạn sẽ mất dần cái hứng thú với cái người này. Đối với những bạn độc thân và chưa có đối tượng luôn á, thì cái giai đoạn tháng 4 này á, là giai đoạn mà các bạn khẳng định bản thân mình. Mình không thấy là sẽ có đối tượng mới xuất hiện trong tháng 4 đâu, mà là đây là cái tháng mà các bạn cần phải tập trung cho cuộc sống của mình, chiêm nghiệm lại cái đời sống của mình, và tập trung vào đời sống cá nhân. Không có quá nhiều diễn biến cho những bạn mà còn đang độc thân đâu. Chỉ là The Hangman và The Emperor ở đây cho mình thấy là các bạn dành nhiều thời gian cho bản thân của mình. Đó là về đời sống tình cảm nha. Ngay về công việc tháng 4 này, bạn có Three of Cups, Knight of Coins và Page of Coins. Có thể là sẽ có một cái cơ hội trong công việc đến với các bạn trong tháng 4 này. Có thể là bạn bè của bạn á, hay là những người quen của bạn á, họ sẽ giới thiệu và mang đến, hoặc là mang đến cho bạn cái cơ hội công việc nào đó mà mình nghĩ là bạn sẽ chấp nhận. Hồi nãy mình cũng có nói là bạn sẽ nhận được cái cơ hội, và đây là cái sự khẳng định này, cơ hội trong công việc mà rất có thể là do bạn bè hay là người quen mang đến cho bạn. Và hãy nắm bắt cái cơ hội này, nắm bắt cơ hội này, chấp nhận bước ra khỏi vòng tròn thoải mái và nắm bắt cơ hội này. Bình thường á, nếu mà là lúc bình thường thì có thể là bạn sẽ từ chối nó, tại vì mình cảm thấy là bạn không có thiếu hụt về tài chính. Nhưng mà tháng 4 này với những cái hoàn cảnh xung quanh đó, thì bạn cảm thấy là bạn cần phải nắm bắt cơ hội này. Ok, để xem là về tài chính của các bạn xem như thế nào nha. The Star, rõ ràng là bạn không có thiếu thốn về tài chính. Five of Coin, nhưng mà bạn luôn cảm thấy không đủ. Không phải không đủ mà là bạn không có cảm thấy thỏa mãn về mặt tài chính. Mặc dù là mình cảm thấy là bạn không có thiếu tiền đâu, nhưng mà bạn cảm thấy là nó thật là vô nghĩa, không có tìm thấy niềm vui trong cái vấn đề tiền bạc, trong vấn đề tài chính này. Và bạn không biết là mình phải làm gì với cái số tiền này. Nói chung là mình có cảm giác đó là trước đến giờ bạn bạn sống khá là vô mục đích, tức là không có cái mục đích gì rõ ràng trong con đường sự nghiệp hết, và đi tới đâu hay tới đó. Và một số bạn thì là không quan tâm lắm về mặt tài chính, nhưng mà đúng là tháng 4 này là cái giai đoạn hồi sinh của các bạn. Các bạn sẽ thay đổi rất là nhiều quan điểm, đặc biệt là quan điểm về về tiền bạc, về về tài chính, về công việc, về cái việc là độc lập và đứng ra kiếm tiền, không có sống nhờ vào cái sự hỗ trợ hay là sự viện trợ của gia đình hay là của ai ai đó nữa, hay là không có sống tạm bợ được nữa. Các bạn chấp nhận là đứng lên và sử dụng cái khoản tiền mình có, hay là làm sao để mà cảm thấy vui với cái đồng tiền mà mình có được nhiều hơn. Có một cái năng lượng nào đó nó cho mình thấy là cuộc sống của các bạn á, từ trước đến giờ nó cứ bình bình á. Nên tại vì bạn cứ khóa mình trong trong cái vòng tròn an toàn, cho nên là bạn không có nhu cầu, hay là bạn cũng không có cái động lực gì hết. Nhưng mà tháng 4 đây mọi chuyện nó sẽ thay đổi, và bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào công việc và tài chính. Và đó là lý do mình không thấy có quá nhiều cái sự tiến triển về mặt tình cảm của các bạn, bởi vì các bạn tập trung vào vào sự nghiệp và tài chính của mình rất là nhiều. Các bạn nhận ra là các bạn phải có cái sự độc lập về tài chính, và do đó các bạn tập trung nhiều hơn vào con đường sự nghiệp của mình. Ok, thông điệp dành cho các bạn. Deep breeze là cái lá mà nó văng ra hồi nãy mình dẹp vô.
cái quãng nguyên cái quãng thời gian vừa qua các bạn á, là cái quãng thời gian mà các bạn ngủ đông đông cứng lại như vậy nào, và không có cái tiến triển gì hết. Nhưng mà tháng 4 là cái tháng hồi sinh luôn các bạn, The Death ở đây và Deep Freeze ở đây cho mình thấy là cái giai đoạn ngủ đông của các bạn kết thúc rồi, các bạn chuẩn bị hồi sinh, các bạn thức giấc và các bạn bắt đầu bước ra để mà thực hiện những việc mà mình cần làm, các bạn thật sự sống và nắm bắt cơ hội. Rõ ràng ha, it's time to take action, mình mới vừa nói các bạn phải thật sự sống và nắm bắt cơ hội. Các bạn có cái lá là đây là lúc để hành động, giai đoạn ngủ đông của các bạn đã qua rồi, và accept và các bạn chấp nhận cái sứ mệnh của mình. Mình cảm giác đây là cái điều mà các bạn đã làm được trong thời gian vừa qua để mà có được cái sự hồi sinh, có được cái sự tan băng này á, cái thời gian nguyên cái thời gian ngủ đông này là vì các bạn đang chối bỏ hành trình của mình. Thì bây giờ các bạn chấp nhận là đã lúc phải hành động rồi. Và cái lá bài hoa các bạn bây giờ biết không? Rebirth and new beginning, rõ ràng ha, hồi sinh, tái sinh, nãy giờ mình nói rất là nhiều lần, và cái sự khởi đầu mới. Bạn ở đây rất hay nè. Sự khởi đầu mới á, thường nó được ngụy trang như là một cái sự kết thúc rất là đau đớn. Đó là lý do mà đầu tiên các bạn có cái The Death, cái sự kết thúc rất là đau đớn, nhưng mà đây là lúc các bạn hồi sinh, rất là khớp với nhau. Ok, để mình xem là có cái tự vui nha, xem là có thông điệp nào thêm cho các bạn hay không. Các bạn có 3 ký tự. Hôm nay mỗi mỗi tụ đều có 3 ký tự. Ký tự đầu tiên mà bạn có là show willow nha. Các bạn chọn tụ bài số 3 nha, chắc chắn các bạn nên xem thông điệp của tụ bài số 1, tại vì ký tự này hồi nãy tụ bài số 1 cũng có. Đây là cái ký tự về năng lượng của mặt trời, the sun, năng lượng mặt trời. Nó là cho thấy là có một cái dòng chảy năng lượng nó đang 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 đi qua cơ thể bạn, đang đi qua cuộc sống của bạn để bạn có cái sự tái sinh, có cái sự sạc pin lại cho cuộc sống của mình và hồi sinh. Xem lại tụ bài số 1, cái này mình đã có nói trong tụ bài số 1 rồi, nghe lại để biết thêm về cái thông điệp này nha. Và đây là cái sự khuyến cáo là các bạn cũng đừng có cố trì hoãn nữa, tại vì bạn không trì hoãn được đâu, bạn có đã có lá The Death, Deep Freeze và New Beginning ở đây, nên là đây không phải là lúc các bạn tiếp tục trì hoãn nữa, mà đây là lúc các bạn phải xuôi dòng và hành động. Những bạn nào còn đang cố níu kéo cái vòng tròn thoải mái á, các bạn sẽ không thể nào làm được điều này nữa. Mà các bạn buộc phải tiến lên, buộc phải tiến lên, và cho nên là hãy chuẩn bị sẵn sàng để mà tiến lên, tại vì cái tòa tháp á, một khi nó đã đổ rồi á, thì bạn có hai lựa chọn, một là chủ động nhảy ra, hay là đứng trong tòa tháp để nó đổ và để mình bị đè bẹp trong cái đống đổ nát đó, thì bạn hãy lựa đi. Và ở đây là cái khuyến khích là bạn cần phải tiến lên. Tiếp theo các bạn có Ansu, đó là đón nhận thông điệp, đón nhận những cái tín hiệu và đón nhận cái cơ hội mà vũ trụ đang mang đến cho bạn. Nó cho mình thấy là các bạn đang có cơ hội rất là tốt để mà hồi sinh. Cho nên là hãy nghĩ tích cực hơn về cái giai đoạn này. Những bạn nào còn đang chán nản á về cái việc là tại tại sao cái vòng tròn thoải mái này nó êm đẹp như vậy mà mình phải tiến lên á, thì thật ra đây là cái món quà mà vũ trụ dành cho bạn. Tất cả những gì xảy ra trong cái giai đoạn này á, là nó không có cái gì là ngẫu nhiên hết á, mà nó là cái sự sắp đặt của vũ trụ. Cho nên là hãy chú ý. Một số bạn có thể sẽ nhận được rất là nhiều thông điệp từ vũ trụ bằng dưới cái hình thức là các bạn liên tục thấy một cái điều gì đó lặp đi lặp lại, một cái câu nói nào đó, một cái bài hát nào đó, một cái con số nào đó nó cứ xuất hiện lặp đi lặp lại, thì hãy hiểu là đó là cách mà vũ trụ, mà thiên thần hướng dẫn đang đang liên hệ với bạn, đang đưa ra cái chỉ dẫn cho bạn, nên là chú ý nhiều hơn đến những cái thông điệp xung quanh mình. Ok, cuối cùng các bạn có Wunjo, đây là ký tự của niềm vui và của ánh sáng. Đây là cái mà báo hiệu cho bạn biết là hãy cứ yên tâm tiến lên cái hành trình này, bởi vì á những cái điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn phía trước. Cho nên là hãy can đảm lên, hãy can đảm phá cái tảng băng trước mặt mình đi, hãy can đảm bước ra cái vòng tròn thoải mái của mình đi. Vì biết sao bạn biết không? Vì những điều tốt đẹp á nó luôn nằm ngoài cái vòng tròn thoải mái của mình, cho nên là hãy cứ tiến lên. Ok, đó là tất cả thông điệp mình có được cho những bạn chọn tụ bài số 3 nha. Và nhớ nha, mình khuyến khích các bạn xem lại cả tụ 1 và tụ 2, vì cái năng lượng ở đây nó mang năng lượng tổng hợp của cả tụ 1 và tụ 2. Các bạn có thể nghe thêm hai tụ đó để mà có thêm thông điệp dành cho mình nha.
Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài ngày hôm nay nha. Và mình hy vọng là các bạn sẽ thấy cái thông điệp ở đây có ích nha. Tiếp theo sẽ là tiết mục những bộ bài mình sử dụng trong video này. Ok, đây là tất cả những bộ bài mà mình sử dụng trong video này nha. Đầu tiên cái bộ bài, hai bộ bài tarot mà mình sử dụng ngày hôm nay đó là bộ The Lovely Omens. Đây là bộ tarot mới của mình. Bộ này rất là xinh và mình cực kỳ thích những cái nét vẽ trong bộ này luôn á. Bộ này theo chuẩn của bài truyền thống và nó không có sách hướng dẫn đi kèm, bởi vì nó theo cái chuẩn truyền thống á, cho nên là thật ra nó cũng là khá dễ sử dụng. Và cái hình ảnh ở đây á, nó theo phong cách hiện đại. Mình rất là thích cái bộ này. Đây là cái lá bài mình rất là thích nè, Ace of Cups trong cái bộ bài này. Ok, đây là bộ The Lovely Omens nha. Và mình thích cái hình ảnh con mèo. Thật ra cái lý do mình mua là vì nó sử dụng hình ảnh mèo rất là nhiều nè, đặc biệt là lá bài thì Emperor sẽ nhìn nó rất là dễ thương. Okay. Thì đây là bộ The Lovely Omens, bộ bài mới của mình. Tiếp theo là The Fountain Tarot, thì bộ này thì quá quen thuộc rồi ha, mình sử dụng nó gần như là trong tất cả những cái trải bài chung của mình. Thì đó, The Fountain Tarot. Kế tiếp là những bộ Oracle, thì đây là bộ The Starseed Oracle. Hình như là mình chỉ sử dụng nó cho tủ số 1 thì phải, và tủ số 2, tủ số 3 thì không có sử dụng cái bộ bài này. Okay. The Starseed Oracle mang năng lượng của Starseed, năng lượng của vũ trụ rất là nhiều, và màu sắc thì rất là theo cái tông màu pastel, rất là xinh. The Starseed Oracle. Và đây là cái bộ bài mà mình dùng để cho các bạn chọn bài hoa, ba lá bài hoa mà các bạn chọn là của bộ Botanical Inspiration, mang phong cách rất là vintage, cổ điển. Và tiếp theo là một bộ, ba bộ này đều rất là quen nha. Đây là Chakra Wisdom Oracle. Bộ này liên quan đến các luân xa, các chakra trong cơ thể nữa. Bộ mình rất là thường dùng và mỗi lá bài nó đều mang một cái câu chuyện của nó. Và đây là bộ Moonology, cũng là một bộ rất là quen đối với những bạn mà theo dõi thường xuyên, theo dõi kênh của mình. Bạn sẽ thấy là mình xài bộ này rất là thường xuyên. Năng lượng của mặt trăng, thông điệp từ mặt trăng, từ các kỳ trăng, các cung hoàng đạo. Thì đây là bộ Moonology. Và cuối cùng là bộ The Enchanted Map Oracle, cũng rất là quen thuộc ha, được sử dụng gần như là trong mọi cái đá bài chung của mình. Đó thì đó là tất cả. Và bộ ký tự rune nữa. Rune này là cái ký tự cổ, và mỗi ký tự đó nó sẽ mang một cái ý nghĩa nhất định nào đó, và tùy vào cách kết hợp các ký tự thì mình sẽ đọc nó khác nhau. Và đó là tất cả các đạo cụ cho ngày hôm nay. Okay, cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài ngày hôm nay nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Bye bye.